Xin chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi nấu món oyakodon của Nhật nhé. Tại vì lúc nãy là ông chồng ổng nói là ông muốn ăn á, thì ở đây mình có một cái đùi gà như thế này nhé. Thì mình sẽ lóc xương ra, mình bỏ cái xương đi, mình lấy phần thịt thôi nhé. Đây, đây là miếng thịt gà mình vừa lóc xương xong đây. Bây giờ mình sẽ xếp ra nhé, xếp nhỏ ra. Gọi là thành miếng nhỏ nha. Giống như ông chồng mình không biết nấu món gì với ổng trước hay sao đó. Tại vì khi mà mình bỏ cái đùi gòi này rồi mình sợ đông cái kìa. Để mình làm cơm bột cho ổng ngày hôm nay đó. Thì ổng là bảo với mình là ổng muốn ăn món oyakodon. Xong phần thịt gà nhé. Cái món này nó thì dùng một ít hành tây, nhưng mà bây giờ mình không có hành tây, mình sẽ dùng một ít hành này luôn nhé. Sẽ dùng hành tím này đỡ. Nguyên liệu chỉ có như thế này thôi nhé. Bây giờ mình sẽ đi nấu nhé. Bắt chảo lên trên nấu nha. Bây giờ mình cho gòi vào này. Cái này không cần dùng dầu nha mọi người. Cho hết cái phần thịt gòi mình vừa xếp vào nhé. Không cần dùng dầu. Gòi nó tự qua mở, mình nấu cho cái phần gòi này nó vừa chín tới nhé. Thì gòi nó vừa chín tới rồi này, nó tự rồi nước rồi. Gòi vừa chín tới thì mình cho cái hành đi gòi. Cho vừa vừa thôi này chứ không là nó mặn được. Mirin nhé. Cái này là rượu sake. Sẽ đại vô. Nó được sao hết rồi này. Như thế nào là thịt gà đã chín rồi. Thịt gà với hành tây đã chín luôn rồi. Đem trên đó nước tương mà đó vừa ăn đánh trứng gò này, đây là một cơm gò này. Tiếp nhé.
thì thôi nhé, thì mình cũng đánh cho nó gòn tan ra đi ạ. Mình dùng thơ quả trứng gòn. Một tí nữa cho cái trứng gòn nó chín. Cái này hồi lửa nhỏ xuống thôi nha mọi người, đừng để lửa lớn. Tại vì mình để lửa lớn là cái thịt nó sẽ bị cháy vì nó có phần nước tương á. Mình hồi lửa nhỏ xuống cho cái độ nóng nó đủ để chín cái trứng này á. Trứng đã chín rồi mọi người. Như thế này là ok rồi nhé, được rồi. Giờ mình sẽ test bếp nha. Mình có đây là cái phần cơm hộp của chồng mình nhé, chừng này cơm cho lên trên cơm nha. Ông chồng cũng bảo muốn ăn cho nên mình nấu nè. Bây giờ mất của hơi giờ đó mà đói bụng rồi, mình sẽ ăn luôn nhé. Tô cơm này mời mọi người nhé, mình sẽ ăn thử. Nó vừa ăn luôn cái nem đúc tô nem đi mà được ra kia. Chỉ có dùng một ít thịt loạt hành tay, không có hành tay thì dùng hành tím mình cũng được. Sau đó là hơi ít trứng nấu này là ăn được nhanh gọn. Chồng bảo đây là những cái món ăn đơn giản nhất của Ngọc, cơ bản nhất để nấu, mình là dễ nấu thiệt. Lên đó một ăn gần đó ngủ người dạ bởi giờ dậy đi làm lại đi làm cái bụng ăn rồi. Mọi người thích thì vào bếp làm ăn thử nha, vì cái này là món Nhật. Nó là ổn, ổn, tốt cho sức khỏe rồi, không có dùng dầu á. Có thịt loại tự đồ mỡ, không có dùng dầu. Mình cũng không nên nếm bột ngọt, mì chính hay muối. Mình dùng gia vị của Nhật. Rồi món Nhật mình phải nấu luôn, gia vị Nhật thôi. Nếu mọi người thích thì vào bếp nấu thử ăn nhé. Bye bye, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bây giờ mình ăn đây, có bụng như là muốn ăn thì phải ăn hết cho con.